Em bị tràm nhưng do hôm trước không cẩn thận có lội nốt xuống ao nước bẩn. Hôm nay tại các vị trí tổn thương có lên mụn mủ. Như vậy có phải là bệnh tràm bội nhiễm không? Em phải làm gì bây giờ ạ? Tính như bạn nói đấy thì đúng rồi. Thường là cái tràm cái chim ma thì nó là mụn nước trắng. Và mụn nước của chim ma thì nó khác cái mụn mủ là gì? Nó bé như đầu in thôi. Nhưng mà khi như bạn nói nó có mụn mủ vào thì nó sẽ to, có thể to như hạt đậu xanh đấy. Do đó gọi là eczema bội nhiễm là rất chính xác. Do đó bây giờ thì nó có hai bệnh, bệnh eczema cũ rồi và cái bội nhiễm là mới. Do đó các bạn thì có thể đồng thời điều trị song song hai cái, vừa điều trị cái bội nhiễm vừa điều trị cái eczema đấy, bằng những cái thuốc tại chỗ thôi. Nếu mà nhẹ thì dùng thuốc tại chỗ, ví dụ như các bạn có thể dùng cái thuốc sát khuẩn, ví dụ như cái dung dịch màu do hiểu thường hay cho cái Guillain hay có cái Catalanin. Nếu mà chẳng may nó biến chứng nặng, nó sưng chân lên thì các bạn cho kháng sinh đường uống, kết hợp với những cái thuốc làm dịu da tại chỗ để chữa cái eczema của mình.